Tương tự những phân khúc ô tô khác, các mẫu SUV cỡ C cũng sụt giảm doanh số đồng đều trong tháng 1 vừa qua. Điều này xuất phát từ tình hình chung của toàn thị trường khi tháng 1 trùng vào thời điểm sát Tết Nguyên đán. 1. Mazda CX-5 bán 807 xe. Hòa chung không khí giảm doanh số của toàn thị trường, CX-5 chỉ bán được 807 xe trong tháng đầu tiên của năm mới. So với tháng 12 bán 2050 xe, doanh số của mẫu SUV cỡ C này đã giảm 1.243 xe. Tuy vậy, Mazda CX5 vẫn giữ được vị thế số 1 trong phân khúc đồng thời bỏ xa các đối thủ. Trong năm 2023, CX5 là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ C với doanh số cộng dồn 16.808 xe. Trong năm nay, mẫu xe này nhiều khả năng sẽ vẫn tiếp tục giữ được đà tăng trưởng. Sức hút của CX5 bắt nguồn từ thiết kế nịnh mắt, trang bị đầy đủ và đặc biệt là giá bán hấp dẫn, chỉ dao động từ 759 đến 999 triệu. Đây hiện là một trong những mẫu SUV cỡ C rẻ nhất tại thị trường Việt Nam. 2. Ford Territory bán 390 xe Vị trí thứ hai trong phân khúc SUV cỡ C, trong tháng 1 tiếp tục thuộc về Territory với doanh số 390 xe. So với tháng cuối cùng của năm ngoái bán 1.390 xe, mẫu xe này sụt giảm đến 758 xe. Ford Territory tại Việt Nam hiện có 3 phiên bản và giá bán từ 822 đến 954 triệu. Ngoài giá bán vừa phải, Mẫu SUV đến từ Mỹ còn sở hữu ngoại hình bề thế, nội thất rộng rãi, trang bị tiện nghi và an toàn đầy đủ. 3. Honda CRV bán 270 xe. Mẫu xe đứng thứ 3 trong phân khúc SUV cỡ C là Honda CRV với doanh số đạt 270 xe. Điều này đồng nghĩa với tỷ lệ giảm doanh số lên tới 721 xe so với tháng 12 bán 1009 xe. Tuy nhiên, việc Honda CRV đứng thứ 3 trong phân khúc SUV cỡ C vẫn khá ấn tượng vì mẫu xe này có giá cao nhất phân khúc giao động, từ 1 tỷ 109 triệu đến 1 tỷ 310 triệu. Tuy nhiên, ở thế hệ mới, xe đã được nâng cấp mạnh về mặt thiết kế, trang bị và động cơ. 4. Hyundai Tucson bán 209 xe. Tương tự các đối thủ kể trên, Hyundai Tucson cũng có một tháng kinh doanh không thành công khi doanh số giảm đến 209 xe so, với tháng trước đó, bán 1.147 xe. Sự sụt giảm này khiến mẫu xe Hàn Quốc tụt xuống vị trí thứ 4 trong phân khúc SUV cỡ C. Ngoài xu hướng chung của thị trường, còn có một nguyên nhân khác khiến Tucson giảm doanh số, đó là giá bán. Cụ thể, trong tháng 12, giá bán của mẫu xe này đã được điều chỉnh lại, tăng lên mức từ 799 đến 959 triệu tùy phiên bản. Giá cũ của mẫu xe này chỉ dao động từ 769 đến 899 triệu. 5. Kia Soter bán 113 xe trong tháng 1. Kia Sorter đã cải thiện thứ hạng của mình và vượt lên đối thủ Mitsubishi Outlander. Doanh số của mẫu xe Hàn Quốc này đạt 113 xe, giảm 149 xe so với tháng 12 bán 262 xe. Đây là mẫu xe có tỷ lệ giảm doanh số thấp nhất trong phân khúc SUV cỡ C. Tương tự truyền thống của thương hiệu Kia tại Việt Nam, Sorter rất đa dạng về mặt phiên bản với giải giá, từ 799 triệu đến 1 tỷ lẻ 19 triệu. Ngoài ra, Xe còn có 3 tùy chọn động cơ, mang đến nhiều lựa chọn cho khách hàng. 6. Mitsubishi Outlander bán 73 xe. Trong tháng 1, Mitsubishi Outlander chỉ đạt doanh số 73 xe, giảm 328 xe so với tháng liền trước bán 401 xe. Do đó, mẫu xe Nhật Bản này đã tụt xuống vị trí cuối cùng của phân khúc SUV cỡ C. Trong phân khúc này, Mitsubishi Outlander là mẫu xe đã lâu không được nâng cấp về mặt thiết kế hay trang bị. Ngoài ra, trang bị tiện nghi và an toàn của mẫu xe này cũng thua kém so với các đối thủ cùng phân khúc. Do đó, không có gì bất ngờ khi mẫu xe này sở hữu doanh số chưa thực sự cao. Trong tháng 2 này, Mitsubishi Outlander đang được tặng 50% lệ phí trước bạ, một năm bảo hiểm vật chất và một camera toàn cảnh 360 độ với xe sản xuất năm 2023. Trong khi đó, với xe sản xuất năm 2024, khách hàng sẽ được tặng một camera toàn cảnh 360 độ.